Giang đã điều trị tủy rồi thì nên làm chụp sứ sau hay là trước khi mà chỉnh nha? Đây là một câu hỏi mà khá nhiều bạn đã gửi về cho các bác sĩ ở phòng khám chúng tôi. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc này cho các bạn. VinaLife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Đối với những cái răng mà đã bị sâu vỡ và bị viêm tủy, khi các bạn đi đến thăm khám tại các phòng khám nha khoa thì bác sĩ sẽ có chỉ định là điều trị tủy. Quá trình điều trị tủy này thì sẽ diễn ra cơ bản gồm 3 bước như sau. Thứ nhất, đấy là sẽ lấy đi một phần mô cứng để tạo cái đường vào cho các cái dụng cụ làm sạch ống tủy. Bước số 2 là sẽ đưa các cái dụng cụ nong rũa và các cái dung dịch bơm rửa ống tủy. Bước 3 là sử dụng các cái chất hàn ống tủy để chám bít. Sau quá trình điều trị tủy thì các răng sẽ trở nên yếu hơn các răng bình thường do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, đấy là sau khi loại bỏ mất một phần mô cứng thì các răng cũng sẽ trở nên yếu hơn. Và thứ hai, đấy là khi mà đã loại bỏ cái phần tủy đi ấy, thì răng sẽ không còn tủy để nuôi dưỡng nữa. Vì vậy, các răng sẽ trở nên giòn và dễ vỡ. Để đảm bảo về chức năng ăn nhai thì các bác sĩ sẽ chỉ định cho các bạn làm chụp. Và thông thường chất liệu của chụp sẽ là bằng sứ để đảm bảo về độ cứng chắc cũng như là về tính thẩm mỹ. Và để giúp đạt được cái sự thoải mái cũng như là đạt được cái chức năng tối ưu thì răng làm chụp sẽ cần phải được lấy dấu và đạt được cái tiếp xúc tốt với các cái răng bên cạnh cũng như là răng đối diện. Răng đã điều trị tủy thì hoàn toàn có thể vẫn tiến hành chỉnh nha như bình thường. Tuy nhiên thì các cái răng cần sẽ phải được làm chụp để bảo vệ răng trong cái quá trình dịch chuyển răng. Trong khi chỉnh nha thì khớp cắn chưa được ổn định, vì thế các bác sĩ sẽ chưa chỉ định làm cái chụp sứ luôn. Thay vào đó, chụp sẽ được làm bằng nhựa hoặc là bằng cái chất liệu composite tạm thời để thay thế. Sau khi chỉnh nha xong, khớp cắn đã đạt được khớp cắn tiêu chuẩn, khớp cắn tối ưu, thì lúc đó bác sĩ mới chỉ định làm lại bằng cái chụp sứ để đạt được cái hiệu quả tối ưu. Một phần nữa là do là trong khi mà chỉnh nha thì các bạn sẽ cần phải gắn dính mắc cài lên bề mặt răng, thì với cái bề mặt răng bằng sứ ấy, thì cái sự bám dính giữa mắc cài với bề mặt của chụp sứ nó sẽ dễ bị bong. Hy vọng thì những cái chia sẻ của tôi về cái chủ đề là răng điều trị tủy rồi nên làm chụp sứ trước hay là sau khi chỉnh nha sẽ đem lại những cái kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu mà các bạn còn những cái thắc mắc gì thì có thể gửi về cho bác sĩ ở phòng khám chúng tôi để chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những cái chia sẻ thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.